Liên quan đến vấn đề nhập cảnh trái phép, mới đây tại cuộc họp báo thường kỳ, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 130 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhiều trường hợp đã được đưa về nước. Trong 9 tháng năm 2020, Công an thành phố Đà Nẵng cũng phát hiện 10 cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm, tiếp tay cho hành vi phạm tội, đồng thời khởi tố nhiều vụ việc và bị can, trong đó có một số bị can là người Trung Quốc. Đà Nẵng cũng là địa phương khởi tố nhiều vụ nhất trong cả nước. Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng mong rằng người dân cần nâng cao ý thức phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn xử lý triệt để các trường hợp tương tự.